Có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, khi thấy sức khỏe bất thường, bệnh nhân này đã vào viện ca khám và được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 3. Nhận thấy khối u chưa di căn, các bác sĩ đã lựa chọn liệu pháp điều trị tiêu chuẩn, hóa xạ đồng thời cho người bệnh. Sau đó, củng cố thuốc miễn dịch Duvalumab cho bệnh nhân. Sau 6 tuần điều trị, qua chụp CT scan cho thấy khối u có đáp ứng tốt. Tôi thấy cái biểu hiện của tôi thì thấy nó mở mắt sau đó này nó mở mắt bất thường thì tôi mới đi lên viện ở tuyến dưới khám. Cái khám thì chụp thì ở tuyến dưới nói tôi là bảo áp xe phổi. Cái áp xe phổi thì sau đó tôi mới lên chuyển tuyến lên trên này thì sao lại là bảo ung thư phổi. Cái này đã được 3 tháng rồi. Thấy sức khỏe nó cũng có tiến triển tốt. Còn bệnh nhân này cũng được phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn 3 và không thể phẫu thuật triệt căn. Để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, các bác sĩ đã kết hợp hóa xạ trị đồng thời và tiến tới điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Theo các bác sĩ, việc sử dụng liệu pháp miễn dịch đã mở ra một cuộc cách mạng mới trong điều trị ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3, không thể mổ được qua phác đồ Pacific. Khi đó, liệu pháp miễn dịch đóng vai trò quan trọng, giúp hệ miễn dịch của người bệnh hoạt động đúng chức năng của mình, cho phép hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả. Liệu pháp miễn dịch là một cái liệu pháp mà rất là mới, mở ra một cái kỷ nguyên trong việc điều trị ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng, đặc biệt là cho giai đoạn 3. Giai đoạn 3 được xác định là một cái giai đoạn rất là đặc biệt. Bệnh nhân thì chưa di căn xa, nhưng mà lại không thể phẫu thuật và điều trị triệt căn được, mà và cái thời gian mà bệnh nhân đạt được các cái ổn định bệnh thì tương đối là ngắn với các cái liệu pháp mặc dù đã kết hợp mà điều trị rất là mạnh mẽ, hóa chất kết hợp với tia xạ. Sau khi điều trị mặc dù có đáp ứng một phần hoặc là hoàn toàn nhưng bệnh nhân cũng chỉ ổn định bệnh được khoảng từ 6 đến 8 tháng tùy theo từng nghiên cứu. Đó. Thế nhưng mà liệu pháp miễn dịch đã mở ra một cái chương mới trong việc điều trị. Đây là lần đầu tiên có một cái hoạt chất mà giúp kéo dài thêm cái thời gian ổn định bệnh đối với giai đoạn 3 này. Đó, làm cho bệnh nhân là có cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển dài hơn để mà chậm bước sang cái giai đoạn tái phát di căn. Hiện có nhiều loại thuốc miễn dịch trong điều trị ung thư phổi. Tuy nhiên, mới chỉ có Duvalumab được phê duyệt trong chỉ định ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3, không phẫu thuật được. Thống kê cho thấy, nếu như trước đây, chỉ có khoảng 10 đến 15% bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 sống sót sau 5 năm kể từ khi được phát hiện, thì với việc ứng dụng phác đồ này đã giúp tăng tỷ lệ sống trên 5 năm của người bệnh ung thư phổi giai đoạn 3 lên tới 43%. Đặc biệt là liệu pháp miễn dịch có thời gian sử dụng cố định là 12 tháng. Việc này giúp bệnh nhân biết rõ được lộ trình điều trị của mình. Đây là liệu pháp đầu tiên mà nó có giúp cải thiện được và kéo dài thêm cái thời gian sống thêm không bệnh. Cái độc tính của nó rất là thấp, cho nên là bệnh nhân rất là dễ dung nạp. Thứ hai nữa là cái liệu trình là 3 tuần một lần bệnh nhân mới phải đến điều trị. Cho nên là bệnh nhân cũng rất dễ dàng mà có thể là dung nạp rồi là tuân thủ điều trị. Đó. Thì và cũng có hạn định chứ không giống như là giai đoạn 4 chúng ta sẽ điều trị cho đến bao giờ mà bệnh nó lại kháng loại thuốc đó thì chúng ta lại chuyển sang các bước tiếp theo. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì chúng ta có một cái thời hạn, đây là giúp cho bệnh nhân họ có cái niềm tin và họ có cái đích đến, thì khi mà chúng ta có một cái đích thì người ta sẽ dễ dàng là chấp nhận rồi dễ dàng là tuân thủ điều trị hơn. Theo các nghiên cứu, việc áp dụng liệu pháp miễn dịch với Duvalumab mở ra hy vọng lớn về việc chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 nếu kết hợp với hóa xạ trị đồng thời. Tại ASCO 2021, theo nghiên cứu Pacific, có đến hơn 1/3 bệnh nhân ung thư phổi chưa tiến triển sau điều trị với phác đồ này. Tuy nhiên, để việc điều trị hiệu quả, các bác sĩ phải lập kế hoạch với các bệnh nhân, bởi theo nguyên tắc khi kết thúc hóa xạ trị đồng thời, từ 2 đến 4 tuần là bệnh nhân phải được điều trị miễn dịch duy trì luôn. Hơn nữa, hóa trị phải được kết thúc trước hoặc song song, chứ không được kết thúc sau xạ trị.